Đây là buổi tối của VIP team chúng tôi. Chẳng thế. Hôm nay là ngày 12 tháng 8. Nay ngày 16 mà. Vừa đấy ở ngoài kia ra vào. Vừa đốt lửa vào. Đâu, hôm qua 14, hôm nay 15. Chết rồi, chị Trang có vấn đề. Anh vừa gửi deadline cho khách hàng xong ngầm ra được. Bây giờ chị Nhung, đây là em Tư. Hôm nay 16, 15. Thông cảm hôm nay. Mọi người rất tươi. Bởi chúng tôi vừa đi tắm về xong. Mà tắm ở đâu thì không biết. Đây em Tuấn, đây em Đức. Em Tuấn nghệ sĩ, đây chị Trang. Đây là Đức V. V. Bằng sao đây là làm P. Sao lại V thôi. Bạn kia tên gì anh? Bạn kia tên gì? Đây. Cái bạn ngồi dưới. Thôi bạn ngồi. Đây là đống lửa tôi vừa nhóm xong. Hành tinh rất là huy hoàng. Đang ngồi nhóm lửa đấy. Hình như có bóng ma thật. Nhưng bật lửa bùng lên. Có thằng đang thổi. Cuối cùng vẫn là mình. Ở đây hình ảnh mới của Thích DM. Ồ, nghe rất choáng. Câu ý cũ rồi, thế là không, hôm nay không dừng lại nữa. Phía ra các bạn có thể nhìn không nhìn thấy hồ bị hồ sai cô. Nhưng mà chúng tôi đang tắm ở đây. Đây khoảng 2-3 chục mét. Không, chưa hết nhưng mà thấy chị Nam bỏng với Ngọc Ngạn. Ai biết thì bật đi. Đây là chị Nhung. Anh chờ lâu lắm. Đây là chị Nhung. Chị giỏi. Steam. Bao nhiêu điểm? Steam. Trên mái 11. Trời. Hôm nay bia này rất ngon. Công nhận, lần đầu tiên. Đây là người sợ ma nhất nhóm tôi đây. Đây là thằng con trai sợ ma nhất nhóm tôi. Không phải ai sợ đâu, tay cầm run 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 kìa. Anh run thì anh mới nhóm lửa. Ghét những ngày nghe chuyện với nghe nhạc mà ồn ào. Nghe chuyện là không ồn ào nhá. Không ồn ào.